xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự 18h30 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, sơ kết sản xuất vụ xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kế hoạch năm 2022. Vụ xuân năm nay, toàn huyện Tam Nông gieo cấy trên 2.500 ha lúa, diện tích lúa chất lượng cao chiếm 92%, năng suất dự kiến đạt 62 tạ trên 1 ha, sản lượng ước đạt gần 16.000 tấn. Trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn như hai mô hình cánh đồng mẫu lớn gieo cấy giống lúa chất lượng cao tại hai xã Dân Quyền và Hương Nộn với diện tích trên 60 ha, vùng sản xuất rau củ quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới tại xã Tề Lễ và Hương Nộn, cung cấp hàng nghìn tấn rau củ quả sạch ra thị trường trong và ngoài huyện. Năm 2021, trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi 4 đợt bão áp thấp nhiệt đới, gây ngập úng trên 20 ha rau màu các loại, thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Để chủ động phòng chống ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra trong năm 2022, huyện Tam Nông yêu cầu các cơ quan đơn vị và các địa phương cần thực hiện nghiêm công tác trực ban phòng chống thiên tai, ra soát đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, đê điều, cải tạo, sửa chữa những công trình xuống cấp để đảm bảo đưa vào vận hành trước mùa mưa lũ, xây dựng phương án phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời với thiên tai lũ lụt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, gieo trồng của địa phương, tập trung gieo trồng hoàn thành 100% kế hoạch được giao.